Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giúp các bạn chúng ta giải đáp thắc mắc xung quanh cái việc là nhập trạch nhà mới, nhà ở, chung cư có nên mang bát hương từ nhà cũ sang nhà mới hay là không, và cái trình tự, thứ tự khi mà chúng ta mang bát hương vào trong nhà mới nhập trạch. Với cái câu hỏi đầu tiên ấy là có mang bát hương từ nhà cũ sang nhà mới nhập trạch hay không, thì chúng ta sẽ chia ra làm hai cái trường hợp. Một là các bạn chuyển đến cái nơi ở mới, nhà mới, nhưng mà nó được xây trên nền đất vốn trước đây gia đình mình đã từng ở. Trường hợp thứ hai là chúng ta chuyển đến ngôi nhà mới, nhà chung cư, nhà ở, nhưng xây trên cái nền đất mà chúng ta chưa từng ở trước đó. Cụ thể với trường hợp thứ nhất ý, chuyển đến ngôi nhà mới nhưng mà được xây trên nền đất vốn mà gia đình chúng ta đã từng ở trước đó rồi. Có thể là cái mảnh đất lớn mà bố mẹ chia cho các anh chị em rồi chúng ta xây nhà lên, hoặc là nhà cũ của chúng ta ở đấy chúng ta đập đi và chúng ta xây lại, xây mới trên nền cũ. Thì nó sẽ đơn giản nhé, xây nhà trên nền đất mà chúng ta đã ở rồi thì cái bát hương thần linh, bát hương bà cô ông mãnh hay bát hương thờ Phật, bát hương thờ các chân linh ấy, thì chúng ta không có bỏ đi, chúng ta không bỏ đi. Tức là chúng ta có thể mang từ nhà cũ sang nhà mới rồi, chúng ta chỉ cất lại gọn gàng, bọc lụa vàng hoặc là lụa đỏ và chúng ta cất cẩn thận. Và trước khi mà chúng ta cất đi, bọc vải lụa cất đi, thì các bạn chúng ta cần phải nhớ là chúng ta đun nước ngũ vị hương thơm sạch sẽ để giặt cái miếng vải mà chúng ta muốn bọc gọn gàng đấy, vải lụa đấy, trước khi mà chúng ta đem đi bọc để cất cẩn thận nhé. Và sau khi chúng cất ý, bát hương đấy thì chúng ta cũng có thể là vẩy một ít nước thơm lên, nước hương lên cho nó thơm tho sạch sẽ. Và nếu mà chúng ta không có điều kiện để thờ trong cái lúc mà chúng ta đang xây nhà mới thì các bạn chúng ta có thể làm như vậy để chúng ta cất đi. Còn nếu chúng ta có điều kiện, có một cái nơi nào đó để chúng ta vẫn tiếp tục thờ thì chúng ta cứ tiếp tục thờ tại cái tạm ở cái nơi nào đó trước khi chúng ta về nhà mới, rồi sau khi mà nhà mới nhập trạch đấy thì chúng ta lại rước về nhà mới của mình. Trường hợp không có chỗ thờ tạm ấy, đấy thì chúng ta cứ cất cẩn thận nhé. Sau đến hôm nhập trạch thì các bạn chúng ta chuyển các bát hương đó vào, chứ tuyệt đối là chúng ta không vứt đi, không đem thả trôi sông, không hủy những cái bát hương đấy, và chúng ta không bỏ nhé, mà chúng ta không được là không cần phải tôn nhang ngại đâu, mà chúng ta cứ sử dụng cái bát hương cũ đấy làm một số thủ tục để mang về nhà mới. Còn trường hợp thứ hai là chúng ta nhập trạch vào nhà mới trên nền đất chưa từng ở, đa phần đúng với những cái nhà chung cư hay nhà mới mà chúng ta xây trên nền đất mới, thì chúng ta sẽ tuyệt đối là không mang bát hương. Có những bát hương là tuyệt đối không mang những cái bát hương thờ thần linh ở nơi khác vào trong nhà mới, bởi vì là đất có thổ công, sông có hà bá, mỗi nơi sẽ có một mỗi chủ quản nhất định. Và nếu mà chúng ta đem bát hương thờ thần linh của nơi này sang bát hương thần linh của nơi khác thì là không nên, và nó sẽ bị hiện tượng là loạn thần. Bát hương thần linh ở đây đó chính là thường là bát hương thờ các vị thổ công này hay thổ địa. Và với những cái bát hương cũ này, hương cũ ở nhà cũ đấy, thì các bạn chúng ta cũng không nên là chúng ta đem thả trôi sông nhá, và tốt nhất là các bạn chúng ta đem hóa đi, và về nhà mới thì chúng ta tô nhang lại cái bát hương thờ thần linh này, làm bát hương thờ thần linh mới tại nhà mới, nơi đất mới này, điều này rất là quan trọng. Còn đối với những cái bát hương thờ cộng đồng gia tiên này, bát hương thờ bà cô ông mãnh, bát hương thờ những cái chân linh khác ấy, thì đến nhà mới các bạn chúng ta hoàn toàn là được phép rước vào, bởi vì chúng ta có mối quan hệ huyết thống rồi, huyết thống về tâm linh, nên người nhà đi đâu thì chúng ta có thể mang theo những cái bát hương này. Chúng ta chỉ không được phép mang cái bát hương thờ thần linh thổ công từ nơi này sang nơi khác thôi. Và chúng ta mang theo cái thứ tự quy trình như thế nào, không phải là mang một lúc tất cả vào, hay là bát hương nào mang trước, bát hương nào mang sau, thì cụ thể như sau nhé. Đầu tiên ý, là chúng ta phải mang bát hương thờ Phật trước nếu có này, sau đó là sẽ đến những bát hương thờ cộng đồng thần linh này, tức là bát hương thờ cộng đồng thần linh gia thần ý. Sau đó chúng ta sẽ mang tiếp bát hương cộng đồng gia tiên tiền tổ này, rồi đến bát hương bà cô ông mãnh này, rồi các chân linh khác, và theo thứ tự rồi những bát hương khác ý, thì ông phải trước bà này,
Nếu ông bà chung một bát hương thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà bình thường ông phải trước bà này, rồi rồi xong đến các chân linh lịch sử khác, nói chung là theo cấp bậc tâm linh. Còn những gia đình nào mà chúng ta không có bát hương thờ Phật này, hoặc là chúng ta là con thứ, bố mẹ hay là anh chị thờ anh thờ các cộng đồng gia tiên rồi, thì chúng ta sẽ đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần mang bát hương thờ thổ công hay là cộng đồng thần linh vào nhà thôi thì nó sẽ đơn giản hơn. Còn những gia đình nào mà phức tạp hơn thì chúng ta cứ theo những cái thứ tự như mình vừa chia sẻ, thần linh trước này, xong đấy nó gia tiên tiền tổ rồi các chân linh khác nhá. Vậy thôi, đó là những thắc mắc xung quanh cái vấn đề về bát hương, rồi từ nhà cũ sang nhà mới trong ngày nhập trạch. Nếu các bạn chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào có thể để lại ở phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.